muốn tha giá. À, dạ con cảm ơn cô Tịnh Hạnh, con cảm ơn cô Hồng Nhật. Nam Mô Bút Tha Giá, đây là chương trình Phật Pháp Bút Tha Tham Má trên mạng Internet qua Pow Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông, Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 3 giờ 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 3 năm 2021, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Tẳng. 120 kinh hành sanh Sankharupa Patti Sutta, phân đoạn 580 đến 583 sẽ do Thượng tọa Tuệ Viền giảng giải. Điều hợp thảo luận Thượng tọa Giác Tẳng. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con cung kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh điển tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, đực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường dư ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch thưa tổng đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh mà tựa đề sẽ rất khó hiểu. Sankharupati, chữ upati có nghĩa là cái sự tái sanh, còn cái chữ sankhara là hành. Cái chữ sankhara hành ở đây tức là nghiệp hành. Tuy nhiên ở đây nó phải phối hợp cả hai
tức là vừa có nghiệp hành mà vừa có chữ bát thanh la, cái ước nguyện. Khi mà đã có nghiệp hành và có ước nguyện thì nó mới thành tựu được cái sự tái sanh theo những ý muốn được. Và cái này Đức Phật này giảng giải về sự tái sanh do hành đưa đến. Nói về một vị tỳ kheo đầy đủ năm pháp là tính, thí, giới, văn, tuệ. Khi vị ấy chú tâm đến một cảnh giới thọ sanh nào thì do những hành vị ấy được an trú thì vị ấy sẽ thọ sanh tại cảnh giới mình muốn. Từ cái cõi nhân loại cho đến cõi chư thiên và phạm thiên, do hành này với cái sự ước nguyện thì nó sẽ thành tựu. Và cuối cùng thì ở đây vị tỳ kheo và đầy đủ năm pháp này, vì đó khởi lên ước muốn mong rằng với sự đoạn trừ lậu hoặc, ta sẽ chứng đạt an trú ngay trong hiện tại với tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Ở đây bài kinh này xem như là Đức Phật này trình bày về những cái đạo lộ để đưa đến các bộ tái sanh theo những ý muốn. Và bây giờ thì trước nhất xin mời cô Nguyên Xuân đọc cho chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh từ tòa tự quyền vị giảng sư ngày hôm nay sẽ thuyết giảng rộng rãi bài kinh này. Xin mời cô Nguyên Xuân. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con xin lỗi, con chưa bấm mà con tưởng con bấm rồi á. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, con xin đọc nội dung bài học. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, kinh số 120, kinh hành sanh Sankharupapatti Sutta, phân đoạn 580 đến 583. Kinh hành sanh Sankharupapatti Sutta có thể chẳng dễ chọn cảnh giới tái sanh. Phạn ngữ Sankharupapatti có nghĩa là tái sanh theo ước nguyện. Luân hồi thường là bước đi vô định, nhưng theo Phật pháp thì với một người có đầy đủ năm pháp là tín, giới, văn, thí, tuệ thì ước nguyện tái sanh được thành tựu. Năm pháp này còn là nền tảng cho chí nguyện giải thoát sinh tử. Phân đoạn 580. Ước nguyện tái sanh trong cõi nhân loại. Một người muốn sanh vào cảnh giới nào đó ở kiếp sau, có đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Cõi người là cảnh giới thích hợp để huân tập công đức. Kinh văn: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi Xá Vệ, Jetavana, Kỳ Đà Lâm, tại tình xá ông Anathapindika cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo:
Này các tỷ kheo, thư văn bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy văn đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông sự tái sanh do hành. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thư văn bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy văn đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, su tá, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy nghĩ như sau: Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh cộng trú đại, trong đại gia tộc Sát Đế Lị. Vì ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Những hành ấy của tỷ kheo được an trú, tu tập, làm cho sung mãn. Như vậy đưa vị ấy họ sanh tại chỗ ấy. Này các tỷ kheo, đây là đạo, đây là lộ trình đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh cộng trú trong đại gia tộc Bà La Môn như trên, hay trong đại gia tộc cư sĩ. Vì ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Những hành ấy của tỷ kheo được an trú, tu tập, làm cho sung mãn. Như vậy đưa vị ấy thọ sanh tại chỗ ấy. Này các tỷ kheo, đây là đạo, đây là lộ trình đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Phân đoạn 581. Ước nguyện tái sanh trong cõi trời dục giới. Những cõi trời dục giới là các cõi thiên chúng sanh họ sanh nhờ phước báu của thiên thiện hạnh. Những thiện nghiệp đã làm nếu có năm chi phần tín, giới, văn, thí, tuệ thì sở nguyện thọ sanh được thành tựu. Kinh văn. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy được nghe bốn đại thiên vương có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Vì ấy nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời tứ thiên. Vì ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Những hành ấy của tỷ kheo được an trú, tu tập như trên vân vân, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy được nghe chư thiên ta quá tinh xá, tam thập tam thiên, chư thiên gia ma, giả ma, chư thiên tú xí ta, đâu xúc đà, chư thiên niêm ma ná rá tí, hóa lạc, chư thiên phá rá, miêm mí tá, quá sáo, bắt ti, tha hóa tự tại, có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Vì ấy nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với chư thiên ở tha hóa tự tại thiên. Vì ấy chuyên định tâm ấy như trên vân vân, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Phân đoạn 582. Ước nguyện tái sanh trong các cõi phạm thiên. Phạm thiên thích sắc giới và vô sắc giới là những cõi thiên sanh ra do năng lực của các thiền chứng không bị hoại lúc lâm chung. Tuy vậy vẫn cần năm pháp tín, giới, văn, thí, tuệ để ước nguyện được tiên thành. Kinh văn. Lại nữa, này các tỷ kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy được nghe ngàn phàm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các tỷ kheo, ngàn phạm thiên sống thấm nhuần biến mạng với ngàn thế giới, một ngàn thế giới. Và vì ấy sống thấm nhuần biến mạng, các chúng sanh được sanh lên thế giới ấy. Ví như
Này các tỷ kheo, một người có mắt cầm một trái amanda là amala trong tay và nhìn trái ấy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ngàn phạm kheo sống thấm nhuần biến mạng với ngàn thế giới, và vì ấy sống thấm nhuần biến mạng các chúng sanh được sanh lên thế giới ấy. Vì ấy nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh cộng trú với ngàn phạm thiên. Vì ấy chuyên định tâm ấy, như trên vân vân, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy được nghe 2000 phạm thiên giới như trên vân vân, 3000 phạm thiên như trên vân vân, 4000 phạm thiên như trên vân vân, 5000 phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các tỷ kheo, 5000 phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các tỷ kheo, 5000 phạm thiên sống thấm nhuần biến mạng 5000 thế giới, và vì ấy sống thấm nhuần biến mạng các chúng sanh được sanh lên thế giới ấy. Ví như này các tỷ kheo, một người có mắt cầm 5 trái amanda amala trong tay và nhìn các trái ấy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, 5000 phạm thiên sống thấm nhuần biến mạng 5000 thế giới, và vì ấy sống thấm nhuần biến mạng các chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy. Vì ấy nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh cộng trú với 5000 phạm thiên. Vì ấy chuyên định tâm ấy, như trên vân vân, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy được nghe 10000 phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các tỷ kheo, 10000 phạm thiên giới thấm nhuần biến mạng 10000 thế giới. Vì ấy sống thấm nhuần biến mạng các chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có 8 mặt, khéo dũa, khéo mài, đặt trên một tấm nàm màu lạc sẽ chiếu sáng, sáng chói. Cũng vậy, này các tỷ kheo, 10000 phạm thiên sống thấm nhuần biến mạng 10000 thế giới ấy. Vì ấy nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với 10000 phạm thiên. Vì ấy chuyên định tâm ấy, như trên vân vân, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy được nghe 100000 phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các tỷ kheo, 100000 phạm thiên sống thấm nhuần biến mạng 100000 thế giới. Vì ấy cũng thấm nhuần biến mạng các chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy. Ví như một đồ trang sức làm bằng vàng rồng jumbo ná đá được khéo tôi luyện trong lò của một thợ vàng thiện xảo, nếu được đặt trên một tấm màn màu lạc sẽ chiếu sáng, rực sáng, chói sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, 100000 phạm thiên an trú thấm nhuần biến mạng 100000 thế giới như trên vân vân. Vì ấy nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với 100000 phạm thiên. Vì ấy chuyên định tâm ấy như trên vân vân, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy được nghe chư quang thiên như trên vân vân, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên như trên vân vân, quang âm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Vì ấy nghĩ, mong rằng như trên vân vân, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy được nghe
chư tịnh thiên như trên vân vân, thiểu tịnh thiên như trên vân vân, vô lượng tịnh thiên như trên vân vân, biến tịnh thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Vì ấy nghĩ mong rằng như trên vân vân, như trên vân vân, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy được nghe quảng quả thiên như trên vân vân, vô phiền thiên như trên vân vân, vô nhiệm thiên như trên vân vân, thiện kiến thiên như trên vân vân, a chá ní xá thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Vì ấy nghĩ mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với chư á chá ní xá thiên. Vì ấy chuyên định tâm ấy như trên vân vân, đưa đến tái sanh chỗ tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy được nghe chư thiên đã đạt được hư không vô biên xứ, có thọ mạng lâu dài, cửu trú, có nhiều lạc thọ. Vì ấy nghĩ mong rằng như trên vân vân, như trên vân vân, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy được nghe chư thiên đã được đạt được thức vô biên xứ như trên vân vân, đã được vô sở hữu xứ như trên vân vân, đã đạt được phi tưởng phi phi tưởng xứ, có thọ mạng lâu dài, cửu trú, có nhiều lạc thọ. Vì ấy nghĩ mong rằng như trên vân vân, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Phân đoạn 583, ước nguyện giải thoát sanh tử. Ngay cả ước nguyện chấm dứt sanh tử cũng cần có năm yếu tố trợ duyên. Kinh văn: Lại nữa, này các tỷ kheo đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy nghĩ mong rằng với sự đoạn trừ các loạt họp lậu hoặc, với thắng trí ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú trong ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Vì ấy với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này các tỷ kheo này không sinh ra một nơi nào, không sinh ra một chỗ nào. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Dạ, thưa, phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh thường tọa tự quyền từ bi thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa nội dung bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha. Để cho tôi được chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô thỉnh, cảm ơn cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Tịnh Nhân Pháp và chúng ta kính lễ đến Sư Phụ Siêu Thượng Tịnh Nhật Đẳng và Bình Thạnh Đệ Đức Tự Tri. Sư Nguyên Tông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thanh chào quý vị cùng Chư Phật Tử và xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Tăng Bhagavata Apiwade Nisvakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Sutapanno Bhagavato Sarva Sangho Sanghanamami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân hợp kỹ tán giữ tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và tam bảo nghĩa nhận là tam bảo hành chánh dành cho công đức tăng. Quý tôn nữ cùng chư Phật giáo luôn an lạc trong chánh pháp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Và các bạn quý ngài kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học tới bài kinh Kinh Hành Sanh Sankha Uppatti Sutta. Thì như cái sự điều phối phân tích của Đại Tự Giác Đẳng ở trong kinh văn, chúng ta mới dễ thấy, chúng ta mới biết. Và ở đây cũng là Thượng Tọa cũng đã đưa cho chúng ta dựa trên cái bài kinh đó, nó ra nhiều cái phân đoạn mà rất là quan trọng.
cái hành động hay cái việc làm. Đấy, Sankharupati này nó khởi sanh lên những thiện sự để chúng ta có một ước nguyện, thì cái vòng luân hồi đó nó sẽ đưa chúng ta đến tiền nhiệm cái đó. Thì kinh văn dạy năm cái pháp. Nếu ai thành tựu đầy đủ năm cái pháp, tức là tính, giới, văn, thí, tuệ, thì ước nguyện tái sanh được thành tựu. Cái năm phút này nó còn là một cũng nền tảng mà nó hỗ trợ chỉ nguyện để thoát sinh tử đúng như vậy. Bây giờ thì chúng ta nghe nói một cái câu mà thường đó là cũng câu nó rất là nghe ra thì nó cũng một phần có đúng. Bố thí sinh thí thì tu thiền giải thoát. Thì cái giá trị bố thí, cái giá trị tu thiền nó rộng khắp, chứ không phải là chỉ đơn giản ở chỗ mà chúng ta chỉ bố thí cúng dường, thì chúng ta bố thí ban phát chia sẻ. Ở đây chính là cái chữ thí này nó lớn lắm, cái chữ đa nó rất là lớn. Để trong khóa tập của một phương nhiều lắm, nhiều cái thí một pháp, có hai pháp, có ba pháp, bốn pháp, năm pháp, vân vân. Nhưng cái thí mà chúng ta được đầy đủ, chúng ta buông bỏ, chúng ta không bị dính mắc, chúng ta không bị tham nó chi phối, tôi có nghe một cái câu nói của một cái người này ta nói như điều mà do người ta cũng hiểu được cái tinh thần của nhân quả. Nó chỉ cái thế ta nó cho đi, nếu chúng ta có tiền nó là cái mục đích mà là tài sản, thì chúng ta tiền nó sẽ mất, tiền nó sẽ xa ta. Nhưng nếu chúng ta cái việc mà không phải là tiền, chúng ta tin ra một cái niềm tin trên nhân quả, trên nghiệp quả đó, thì chúng ta giàu có đấy, chúng ta đừng có cho coi tiền nó là một tài sản, nó là một cái chủ dựa cho ta, mà chúng ta tất cả là tùy duyên thì nó sẽ theo ta. Từ cái dòng sinh tử này đến dòng sinh tử khác, tính ở trong kinh văn hôm nay chúng ta thấy rất là quan trọng. Không chỉ nguồn tiền tính bình thường, cái tính này nó như là một cái tài sản ở trong thức thanh sản tam tài văn quý thí tệ. Cái niềm tin hay cái tính ở đây, cái sát tha ở đây, chúng ta tin, chúng ta nhớ rõ ràng, biết nhân quả, biết nghiệp báo, tin được cái sự xuất hiện của Phật, tin được cái sự xuất hiện của cái kết quả của sự tu chứng, tin có cái pháp hành mà chấm dứt sự tự sanh đoạn khổ như không. Chúng ta tin nhân, tin quả đó, hành động ác, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp vừa trắng vừa đen sẽ kết quả vừa trắng vừa đen, nghiệp không trắng không đen sẽ kết quả không trắng không đen. Tức là chúng ta từng tự, chúng ta có một cái niềm tin nó vững chắc. Từ một cái niềm tin vững chắc đó, đây là một pháp nền tảng, chúng ta thấy nó có sự hỗ trợ. Ngay cả luôn tính mà ở trong tính tấn niệm định tuệ, tính ở trong một niềm tin là chúng ta chỉ hiểu biết nhân quả một cách bình thường, hay là chúng ta hiểu biết được và có thể tin theo được, quả thật con người đó rất là khó có niềm tin nhé. Mà niềm tin, rất khó có niềm tin khi người ta bị cái gì, bị mất mát,
tài sản, khi người ta thấy cái có cái tài sản, người ta mất mát tài sản thì người ta bị dễ thối giảm niềm tin, khi người ta bị mất mát về cái đời sống vật chất, tâm tư, tình cảm, nói chung những gì xung quanh họ, thì họ lại mất đi cái sự tự tin. Và nếu họ có gợi hoặc họ có nương theo một cái giá trị niềm tin nào thì cũng sẽ dễ bị lung lay. Thì theo một niềm tin đó nó rất là yếu ớt, kiêu tin, thôi kệ, coi như là có thiên thì phải có kiên, có cử, có lành, thì chỉ suy nghĩ như vậy thôi. Đó là thầy Minh cái sông, cái lối sống của bình thường. Nhưng nếu như chúng ta hiểu biết được Phật pháp thì cái niềm tin nó phải là chuyện bình thường, mà chúng ta phải tin nhân tin quả, tin cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, hay tin bốn đạo bốn quả niết bàn, tin cái sự chứng đắc của các thánh hiền, của chư tăng đã đang thực hành theo cái nghĩa của người đã đang và sẽ thực hành theo Phật pháp. Đấy là một điều đặc biệt. Cái đó nó là một nền tảng. Cái pháp đó mới là một cái pháp mà nó làm cho các pháp khác lộng sanh, khởi sanh. Vì chúng ta nhớ cái niềm tin này, nếu như cái tính này mà làm sao chúng ta nó như xem như nó là một hạt giống để khởi sinh tất cả các tiền sự. Niềm tin là một hạt giống để khởi sinh các tiền sự. Đó là trả lời, đó là câu trả lời của Đức Phật Sau A La Hán Ca. Cái gì là hạt giống? Niềm tin sẽ là hạt giống. Mà chúng tôi nhớ hồi nhỏ, chúng tôi nhớ cái câu mà sư phụ thì có để cái ở trên cái ở trên cái bản hiệu, cái nội dung của từng cái câu Phật ngôn đó, thì nhớ cái câu ít chanh na răng ba đi cá sĩ. Nếu như chúng ta không ước nguyện, không niềm tin đó, ước nguyện đó, đây là ước nguyện chút xíu thì tôi sẽ nói động cái chỗ này, ước nguyện đó thì nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi. Cho nên nếu như có một niềm tin mà không có ước nguyện, giờ cái niềm tin này nó thực hiện các thiện sự, mình thực hiện các thiện sự như là bố thí, như là học Phật pháp, hay là như có cái làm khởi sanh trí tuệ, thì chúng ta biết và có một nguyện vọng, thì nguyện vọng đó nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến cái gì, đi đến cõi thiên, đi đến cõi người, đi đến cõi các cõi thiền sắc giới, các cõi thiền vô sắc giới, và ngay cả cái niềm tin đó có thể tạo cho ta, cái nguyện vọng đó có thể tạo cho ta chứng đắc chấm dứt sinh tử khổ đau. À, nó đặc biệt như vậy, cái thú vị. Cũng từ cái niềm tin này, thì từ cái niềm tin mà nếu chúng ta được đầy đủ, thì chúng ta mới có đủ cái khả năng và một cái điều mà chúng ta mới một lòng chúng ta thọ trì giới, chúng ta mới giữ gìn những cái giới. Và giữ gìn cái giới ở đây, cái giới không phải là chúng ta chỉ đọc xuông, đọc đơn giản theo cái giới con sinh, giữ giới sát sanh, động cướp tài giới, nói dối uống rượu là xong, phải như vậy. Mà đó chính là cái tinh thần của giới bổn, tinh thần của giới bổn ba la đề mục xoa, cái tinh thần giới của cái gì, giới của quảnh tượng, giới của tu túc, giới của nuôi mẹ. Đó nói chúng tôi đang nói về tinh thần giới của các hàng xuất gia. Và ở đây một cái điều đặc biệt là cái giới này để chúng ta thọ trì, nó sẽ ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh, không cho sanh, những ác thiện pháp đã sanh, nó sẽ quân tập, nó sẽ nuôi dưỡng sự phát triển thêm những thiện pháp. Cái giới này nếu như chúng ta biết biến chuyển thì nó chính là cái giới. Chúng ta nhìn giới này để chúng ta không vi phạm các cái điều khác. Tác nghiệp này được thanh tịnh do có giới, tác nghiệp này được tốt đẹp do nhờ giới làm nền tảng. Giới là một cái chuẩn mực để chúng ta được tốt đẹp. Bởi vì có một câu nói rằng là quý nó vô xa sinh nó mưu lắm, tức là giới luật nó là nền tảng của Phật pháp. Ngày nào mà giới luật, ngày nào mà
mà học giới còn được thọ trì, học giới còn được tuân thủ, thì ngày đó ở trên cuộc đời này sẽ như còn các hạnh sa môn xuất hiện, hay là ngày đó còn các bậc trí tuệ, hay là các bậc thánh tăng xuất hiện. Nhưng nếu như không thành tựu các bậc thánh tăng cũng là chư hiền thánh tăng, chư hiền tăng có một cái sự tu tập căn bản tốt đẹp. Cho nên đây là một điều hết sức là đặc biệt. Những cái giới đó nó sẽ làm nhân làm duyên. Chứ chúng ta không đi của đời sau là có thể tốt đẹp, có thể là ở các cõi trời. Ngay cả giới này cũng là nhân là duyên, bắt cầu vậy quá. Bởi vì giới theo tinh thần của các bậc thánh, giới theo cái sự thọ trì dựa trên tứ thanh tịnh giới, giới bổn ba la đề một số giới tu túc, giới quán tưởng, giới tu mạng, vân vân, thì cái tinh thần đó quá tuyệt vời. Nếu như là một người tu mà chúng ta không có nền tảng giới đó thì chúng ta sẽ khó thành tựu con đường chấm dứt sanh tử. Còn cái giới mà họ chỉ giữ gìn để tâm được thanh tịnh, tâm được phóng lặng và đạt được các thiền chứng, hay là từ đó mà sanh về cõi của trời hay cõi người, mà chúng ta gọi là si lê nó xuất cái tinh danh tí, si lê nó phô ở sông mà đa, thì cái mà si lê nó thấy một tinh danh tí là cái chỗ mà chính vì giới này mà chúng ta giải thoát đó. Ở đó đây chính là nói đến cái giới mà Bá La Mật, Si La Bá La Mi, Si Lục Bá La Mi, Si La Bá La Mật Bá La Mi, tức là giới đó có ước nguyện giữ giới này để cho không có phiền não sinh khởi từ cái giới này, để từ đó mà bắt cầu giải thoát, để từ đó mà giới này học trong tâm sơ đạo thì sát trừ phiền não, vân vân. Thì chúng ta thấy cái giới nó lớn, nó rộng lắm. Để cái thành để mà đạt được, để mà thành tựu được, để mà viên mãn được cái giá trị giới, cũng như để thành tựu được cái văn, cái ba hú sát chát, và chúng ta gọi là cái đa văn, hay là văn ở đây nói chung, tức là ở đó tức là văn tư tuệ, hay là ba hú sát chát, có nghĩa là chúng ta được là ba hú xuất tác, hoặc là ba hú xuất tăng, cái sự nghe nhiều, cái sự ghi nhớ, cái sự đọc hiểu, cái sự suy luận, hay là cái sự khéo thể nhập tri kiến. Chúng tôi đang nói về dựa trên cái chi phần đa văn, cái văn của năm chi phần mà ở trong không còn của sự siêu soạn đó, tức là sự nghe nhiều. Nghe nhiều ở đây tức là chúng ta phải nghe nhiều, học hỏi Phật pháp từ các bậc trí tuệ hoặc là từ kinh điển, chứ không phải nhớ như vậy. Chứ phải nghe nhiều là nghe như thế nào. Cái bao hút xuất ta này, nó phải nghe nhiều, mà nghe nhiều lý kinh, lý pháp, hay là nghe nhiều cái sự giảng thuyết mà đúng kinh, đúng luật cả, hay là cái sự ghi nhớ cái chữ sách ta, nhớ điều, được những cái điều đã học, đấy cũng là cái văn, trong sự đầy đủ văn, chúng ta nhớ như vậy. Và cái mà quách chất sách ta, Parichitta, chúng ta tập quen tụng đọc hay hoặc là quen phát ngôn những cái điều mà đã biết, để cho cái trí trí nhớ của chúng ta nó nhớ rõ, nhớ lâu. Hay là chính là cái sự ghi nhớ đó là nhớ những gì mình đã học và đọc những gì mình đã nhớ,
để nó thành một thói quen mà chúng ta không bao giờ quên được. Rồi hay hoặc là chúng ta có quên khi nhắc lại thì nó không lại. Ở đây cũng thuộc về cái văn chúng ta nhớ, chúng ta nhớ là bằng cái trí nhớ nó nhớ lại những điều mà bắt buộc chúng ta nhớ thì chúng ta khó nhớ. Những điều khi cái cảnh tích vũ, cái tác động cái cảnh vũ trợ đó thì chúng ta có thể nhớ lại. Nhưng đó cũng là yếu tố của văn, nhưng điều mà chúng ta yếu thôi. Và thêm một điều nữa tức là cái Manusa Bupekita thì là Manasa Bupekita, tức là chúng ta có cái sự thẩm nghiệm hay cái sự suy nghĩ những điều mà chúng ta đã học, tức là chúng ta có cái sự nghiệm suy những cái gì mà chúng ta đã học đó, thường suy nghĩ thẩm nghiệm những gì mà mình đã học, đó chính là cái trí này, chính là cái đó chính là cái trí tư. Những gì chúng ta đã học, gì chúng ta suy nghĩ, chúng ta nghiệm, chúng ta suy, cuối cùng là lúc trí ta Supatipatthā, tức là khéo thể nhận cái tri kiến. Đây chính là cái sự chứng nghiệm, cái sự thực nghiệm vào chánh tri kiến đúng đắn rõ ràng. Thì cái tức là chúng ta thấy cái văn, cái thế cái văn nó cao cả như vậy. Chứ phải văn mình nghe nhiều học rộng, à chúng ta nghe nhiều, nghe giảng, nghe học từ cái vị cao nhân hay là giảng từ các vị nổi tiếng như thế này thế kia, cái điều đó phải là như vậy. Mà chính là cái yếu tố đó là nghe nhiều kinh văn, ghi nhớ, đi nhớ cũng ghi nhớ những gì mà đã học mà thuộc về những lời dạy Phật ngôn của Phật. Và chúng ta từ cái chỗ ghi nhớ và chúng ta đọc lại, ôn lại, đọc lại. Và một điều cao cả đó là sự suy nghĩ và cuối cùng chúng ta thấy nhận được. Thì như thế cũng là đầy đủ một cái văn nó có đầy được đầy đủ. Văn nó được đầy đủ. Và cũng như là cái thí được đầy đủ. Cái thí được đầy đủ ở đây không phải chúng ta chỉ nói rằng bây giờ mình tu, mình chỉ tu đi mà mình không có thực hiện cái thí. Bởi vì chúng ta nói như thế này: Sapadanang Thamadanang Chidati Pháp thí thắng mọi thí. Thì cái pháp thí mà chúng ta đạt được, cái pháp thí thắng mọi thí, mọi thứ đây nó là về cái tài sản vật chất. Cái tình huống mà chúng ta nói như vậy là chúng ta nghĩ rằng cái thí mà về cái chuyện mà để cho người về vật chất tiền của hay hoặc là cho người về cái điều kiện này nọ, ở đó chúng ta mới chỉ nói xuông như ở đây, tức là chúng bỏ cái lòng bỏng sản của chính chúng ta, thì chúng ta biết buông bỏ, chúng ta không bị ái chấp với cái tài sản của mình. Đó mới là điều quan trọng. Đó là điều quan trọng. Còn nếu cái thí bình thường của con người thì như chúng ta vào chùa chúng ta cúng, hay chúng ta cúng tăng, chúng ta cúng cho hay chúng ta muốn thí, hay chúng ta mà chẩn tế ban phát cho những người gặp khó hay những người cần cái sự cứu giúp của thế thì chúng ta, và chúng ta cho đó chúng ta là hay chúng ta làm nhiều, chúng ta làm nhiều lần, hay chúng ta làm một lần nó thật sự là lớn, tốn kém rất là nhiều, chúng ta như vậy là đầy đủ, không phải như vậy. Mà sự đầy đủ ở đây có nghĩa là cái thí đó nó không có bị dính mắt. Chứ thường thường cái đồng tiền nó liền khúc ruột, cái điều kiện của chúng ta chúng ít có muốn chia sẻ cho người, từ chúng ta đầy đủ được cái giá trị như chúng tôi đã nói, cái sự dứt bỏ, cái sự chia sẻ và làm nếu có đối tượng chúng sinh, thương chúng sinh, làm cái chúng sinh làm cái đối tượng để khởi lên lòng từ lòng bi, metta karuna, thương xót chúng sinh, thương chúng sinh, cũng như là người ta nói người ta đánh mình đau thì mình đánh người ta cũng đau, cho nên khởi lên cái tâm từ tâm bi, người ta sẽ không đánh lại. Mình nghe người ta chửi mình nó đau khổ,
khi những cái vũ khí của miệng lưỡi nó vấp tới mình, nó đau đớn tâm hồn như thế nào, thì chúng ta không trả lại những cái gì mà người khác nói, lời nói khó nghe, chữ xin chữ xỏ vân vân, hoặc là nói trong miệng hay là nói gây riêng, hay là những lời nói ác mang tới cho ta, thì chúng ta đừng quan tâm. Thì ở đây, thưa quý vị, cái giá trị đó nó rất là tuyệt vời. Cái sự thí này, khi chúng ta có thể cho người một cái sự an lạc, đó chính là một vô quý thí, cũng là một cái thí. Chúng ta nhớ như vậy. Và nếu như mà người nào biết buông bỏ, người nào không biết chấp thủ, thì tự nó cũng làm mát mẻ cho người khác. Hay là lấy cái sự từ bi, lấy cái sự từ tâm để mà chúng ta không đối chọi lại, để cho mình được an lạc, mình không phải đau khổ. Mà người mà gây cho mình đau khổ đó, chửi mắng đánh đập mình đó, họ cũng không có đau khổ. Thì nghe giá trị mà đầy đủ cái thế nó cũng lớn lắm, chứ không phải là gì, tức là cái chuyện bình thường, cái chuyện đơn giản như là chúng ta nghĩ là bố thí cũng nhiều hay là bát phát, không đơn giản như vậy. Và cái pháp cuối cùng, nó pháp cái tuệ, cái trí tuệ ở đây chính là cái chánh tri kiến, hay là cái samadhi thí, hay cái sự hiểu đúng, thấy đúng, biết đúng bằng trí tuệ. Thì nếu như đầy đủ năm pháp này, thì cái sự ước nguyện, chúng ta nhớ rồi, ở đây ước nguyện tái sanh là cái của người, cũng là một chuyện hết sức là dễ dàng, không khó. Nếu như chúng ta đạt đủ đầy đủ năm pháp này, nó làm cái nền tảng, thì ước nguyện sau dựa trên cái năm pháp này, nó làm nền tảng. Vì ấy sau khi tân bài một chút, ước muốn ước, ước mong rằng mình sẽ sanh về cõi cõi gì, con người, làm những con người vua chúa đại quyền quý cao sang, về tài sản, những danh gia dòng tộc vân vân, hay là những mà chúng ta hôm nay chúng ta gọi là những người đại gia, những người giàu có của ngày xưa, những cái thân ngoài mình chung cộng trú với cái vị sắc đế lì, tức là hàng sang trọng vua chúa quyền quý cho đầy đủ, thì cái sự thọ sanh đó nó sẽ đến. Cái là cái lộ trình, cái lộ trình đó, nếu như chúng ta có đầy đủ trong cái pháp này, và cũng như nói năm pháp này, khi chúng ta nghe như vậy, như nó là một cái nền tảng để hỗ trợ cho chúng ta sanh lại trong kiếp người được đầy đủ, được tốt đẹp, được y như ý nguyện của mình. Và cũng như vậy, để chúng ta sanh lại, chúng ta thành tựu, chúng ta gặp lại cái khổ người, cái khổ hay là chúng ta ước muốn sanh cái khổ thiên để hưởng những cái thiên lạc của cõi trời tứ đại thiên vương, của cõi trời dạ ma, của cõi trời đủ sức, của cõi trời hóa lạc thiên, hay là quá tự tại đủ sức, vân vân, tu sta theo hoặc là niết bàn đó. Thì tất cả những cái ước nguyện đó, nó đều là một điều mà chúng ta có thể, chúng ta ước mong tới do cái gì, cho năm cái nền pháp này mà chúng ta đạt được. Thì cái cõi trời của người là trong tầm tay, cái đạo lộ của nó, cái lộ trình đưa đến cái tái sinh là như thế. Thì chúng ta biết, nếu như chúng ta có năm cái lộ trình này, chúng ta làm cái chân duyên để chúng ta tiến bước. Nếu như ai lo sợ mình sẽ đi về đâu sau khi chấm dứt cái mạng sống này, thì chúng ta dựa trên năm cái pháp này để chúng ta thực hiện, thì chắc chắn là chúng ta sanh về cõi thiên. Ngược lại, nếu như chúng ta không có hiểu biết rõ, chúng ta làm hành động không có quân tập năm cái pháp này, chắc chắn rằng kết quả của chính nó là ở nơi đâu chúng ta tự hiểu. Nếu như không có năm pháp này thì chúng sinh không, cái năm pháp này không làm nền tảng thì chúng sinh sẽ tạo ác,
chứ không phải tạo những cái thiền hành thiền sự. Từ cái năm pháp này, nhưng mà lại nói là cái, chính là cái nghiệp hành do năm pháp này là nền tảng nghiệp hành đó mà chúng sinh sau đó được đào tạo năm cái pháp này rồi mới lập nền tảng, và chúng sinh có đầy đủ cái phước lành, mới ước nguyện cái chữ thứ hai ở trong cái sankhara này, tức là cái chữ bát thanh á, là ước nguyện đó, ước nguyện để sanh về, để tái sanh trong các cõi trời dục giới, rất là đặc biệt. Bởi vì thiện nghiệp này, năm cái thiện nghiệp này sẽ làm nhân làm duyên rất là dễ dàng, nếu như chúng ta đạt được đầy đủ về tính giới văn trí tuệ thì sở nguyện thọ sanh của chúng ta được viên đạt, được thành tựu như ý, sẽ sanh về đặc biệt là các cõi trời dục giới. Cái tiêu chuẩn của chúng ta đi theo cõi trời dục giới chỉ năm pháp này, chẳng những nó làm nền tảng và nó là kết quả của năm pháp này, nó là như thế. Nhưng tiến bậc lên ở các cõi trời sắc giới của các tầng thiền, như đó chính là chúng ta nghe nói về cái cõi phạm thiên có thọ mạng lâu dài khác, có nhiều cái mỹ tướng, hoặc có nhiều cái lạc thọ của cái thiên lạc của chính họ rất là lớn, mà nhiều ngàn thế giới mà sống rất là lâu, còn có nhiều cái thứ đặc biệt viên mãn nhiều ngàn thế giới vân vân, hay là các vị phạm thiên họ có nhiều cái phước báo, nhiều cái điều tốt đẹp mà nó vượt ngoài cái phước lành của các cõi trời dục. Thì cũng chính nhờ năm pháp này nó làm nền tảng, giữa năm cái pháp này làm nền tảng mới tiến tu, chúng ta nhớ mới tiến tu để các cái thiền chỉ. Thì nói như vậy, mỗi tu tập họ mới hướng tâm tu tập các thiền chỉ, như là chẳng hạn như là họ thực hiện các cái đề mục như là đất nước lửa gió, niệm Phật hành trí, niệm thiên niệm giới, vân vân, hay chúng ta gọi anapanasati, tức là niệm số thức quan, thì niệm Phật hành trí, niệm thiên niệm giới một cách nói chung là 40 đề mục của thiền chỉ, họ mới xuyên qua một trong 40 đề mục đó dựa trên năm cái pháp nền tảng họ có, và hướng tâm tâm của họ nó đạt, nó định nhanh, nó cái định đó nó sống thành tựu, và thế là nhờ cái sự định vững chắc về thành tựu nó, cho nên họ có thể chứng đắc được sơn nhị tam và tứ thiền theo cái trình tự tu tập để sanh về các cõi thiền sắc giới. Cũng nhờ năm pháp nền tảng này, nếu như biết ước nguyện từ năm pháp này và ước nguyện sanh về cõi giới đó, của sắc giới đó, thì họ sẽ tu tập hướng tâm đến rất là nhanh, rất là nhẹ và dễ dàng thành tựu. Đó là năm pháp này trên nền tảng, như chúng ta gọi là năm cái pháp để năm cái pháp là cái bước đẩy để cho năm pháp này. Và năm cái pháp này nó đẩy những điều mà để mà chạy mãi, để mà chạy tới, để mà chạy đạt đến, thì nó phải có sự phối hợp của giá trị của thiện chỉ, mà theo các cái thiên chứng, các cái thiện chi của các tầng thiền báo đài. Chúng ta nhớ như vậy, các tầng thiền báo đài. Và nếu chứng đắc các tầng thiền đấu đại như là sơ nhị tam tứ thiền, đổ bỏ các cái truyền cái, hay là năm cái pháp chứng nhận, phải có cái nền tảng trước. Chứ mà chúng ta nghĩ chúng ta
đừng nghĩ rằng mình tu cái mình không có cần cái gì trên nhà, cứ tu vô đi, thế nào cũng chứng thiền, thế nào cũng chứng đạo chứng quả, có đơn giản đâu. Nó phải một cách gọi là bài bản và trình tự, và rồi bị ấy hướng tâm đến cao hơn, đặc biệt hơn, đến không vô biên, tức vô biên vô sở hữu, phi tự vi tự xứ, các tầng thiền vô sắc giới, thì vị ấy cũng sẽ thành tựu đi về cái cõi thiền vô sắc giới đó. Từ cái năm cái yếu tố hay năm cái chi phần này, nó làm nền tại năm cái pháp nền tảng này, có sự chuyển đưa cho thiền giả đi đến đó. Các chúng ta nhớ, dẫu ở các chương trình này cũng phải chương trình cao này, nó có một điều chúng ta gọi là yếu lượng cơ bản, mà vào chúng ta trước khi tốt nghiệp đại học đó, thì chúng ta cũng phải có cái 2 năm cơ bản của tổng quát, và 2 năm sau mới gọi là chuyên ngành. Chúng ta đi như ngành y, ngành vật lý, ngành khoa văn, ngành kinh tế, ngành tài nguyên môi trường, hay là hay cái phần đi về cái ngành nông nghiệp, công nghiệp vân vân, thì tùy theo thì cũng như thế. Cái sự tu tập nó phải có những cái nền, cái pháp cơ nền, mà có những động kinh Đức Phật này giảng cái nền tảng pháp cơ như thế này, có những động kinh Đức Phật này giảng cái nền tảng pháp cơ như thế kia, nhưng nó cũng vẫn có một sự tương ứng rất là tương quan mật thiết giống nhau, chứ không có khác. Cũng phải dựa trên cái nền tảng pháp cơ như ở trong bài kinh kinh hành sanh này, là dựa trên 5 cái yếu tố là bố thí, giới đa văn, trí tuệ, trí giới đa văn và trí tuệ. Thì cái tinh thần như thế thì mới ước sanh về, để họ mới thực hiện được các cái đề mục của không vô biên, của thức vô biên, của vô sở hữu, của phi tự vi tự xứ. Nó đều là có một sự phối hợp của cái định làm nền tảng để thành tựu, làm gốc để làm, để thành tựu các cái thiền chứng. Phải có định làm cơ sở, định làm gốc, thì mới thành tựu các cái thiền chứng. Quả thật không dễ dàng mà 5 cái pháp nền tảng cơ này, để chúng ta bước làm người, bước làm chư thiên, cõi thấp cõi cao của cõi dục giới, và chư thiên và ở các cái cõi cõi phạm thiên sắc giới và phạm thiên vô sắc giới, rất là khó chứng đắc, chứ không chỉ bình thường. Cũng như một cái chúng sinh, một chúng sinh thiện, chúng sinh ác, bờ này bờ kia của đại dương, nó xa, thật là xa. Cái tâm ác về cái tâm thiện, cái tâm chấp thủ, cái tâm keo kiệt bỏng sẻn, về cái tâm buông xả, nó cũng xa, nó rất là xa như vậy. Cái tâm mà con người ngu si với con người mà đa văn cũng bờ này bờ kia, con người ác giới và con người hiền giới, thì nó cũng bờ này bờ kia, chứ không phải là một chuyện đơn giản. Cũng có người mà vô thần, nhiều con người thủ thần, chứ đừng nói chỉ là con người chánh tính. Từ con người chánh tính và con người tà tính, nó đã là một cách xa như là trời với đất, bờ này và bờ kia. Và từ con người có cái dẫu cho cái tà tính, nhưng họ cũng còn tính, tính sai cũng là tính, thì nó cũng cách xa như là người vô thần, người hữu thần, mà nó cũng còn đỡ hơn là cái vô thần, thì nó cũng cách xa như là trời bờ này bờ kia. Tuy nhiên trời gần như là trời với đất, nó xa là xa như thế. Cũng như thế, giữa cái phàm và giữa cái thánh cũng xa một trời một vực. Từng các
cái tâm như vậy rồi chứng đắc các cái sanh về các cái cõi giới cao như là cõi người được đầy đủ thì cũng rất là xa với cái người cõi sở và các cái cõi thiên sanh về các cõi thiên từ cõi trời của tứ đại thiên vương nó cũng xa hơn cái cõi trời của trời đạo lợi vân vân. Bởi vì chúng ta biết là cái cảm giác thiên lạc của chính họ đó nó rất là lớn và nó rất là đặc biệt. Nó không phải là như cái bình thường của chúng ta, cái con người chúng ta nó bắt tay ngồi lưỡi tăng dễ ý, nó bình thường lắm. Còn đối với chư thiên không có hưởng lạc như chúng ta một cách tức là thô. Khi nhìn, khi thấy, khi nghe thì họ có, nhưng cái đó họ dùng một cái tế, dùng sắc tế, tức là nó rất là nhẹ nhàng. Thì kính thưa quý vị, muốn nói như vậy để đó là một sự cách xa rất là lớn. Và cuối cùng năm cái pháp này nó làm nền tảng, nó làm cơ sở. Nếu như vị ấy muốn thành tựu, muốn chấm dứt thành tựu tâm giải thoát, tuệ giải thoát vân vân, không còn sanh tử, không còn khổ đau, chấm dứt coi như là phiền não, chấm cái bộ phường phối đó, nâng chìm đó, che khuất vân vân, nó nâng che của vị ấy ở trong ngay kiếp sống này, thì vị ấy cũng có thể thành tựu được nếu như có nền tảng năm pháp này. Bởi vì năm pháp này nó có được nền tảng nếu như vị ấy hướng tâm về cái sự giải thoát, cái sự ly tham, sự đoạn diệt, sự thành tựu cố cánh phạm hạnh, cố cánh giải thoát. Đó chính là tuệ. Cái bên trang mới làm gốc, nó làm nền để cho cái sự tiến tu của đại thiện nó học tỏ tâm trong siêu thế. Tâm đại thiện nó học tỏ tâm sơ đạo, vị đạo, tam đạo, tứ đạo, thành tựu viên mãn về sơ nghiệp tam và tỷ hoại. Chính là một cái sự bắt cầu của Bodhipakkhiya. Năm cái pháp này nó sẽ làm nền để thực hiện được ngũ căn ngũ lực thất giác chi bát chánh đạo tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ nhiên ý túc và thất giác chi vân vân. Nó làm nền tảng, nó làm nền yếu tố nền, cho nên đưa đến đạo lộ, đưa đến cứu cánh viên mãn. Thì kính thưa quý vị, năm cái pháp này là chúng ta nghe, như chúng ta nghe từ một yếu tố gọi là, mà chúng ta biết ở trong cái như nãy nói những cái đó, tức là cái yếu tố nó là một cái nền, hay là nó là một cái bát tha ná. Sau khi thành tựu, sau khi được những yếu tố này và tiến tới đó, thì nó chính là cái chữ là bát tha ná. Mà bát tha ná này chính là một sự ước nguyện để chúng ta thành tựu được, để chúng ta chấm dứt được đạo quả, chứ không phải là tự động cứ như tu tập năm pháp này mà nó thành tựu được chứng quả, kết quả giải thoát, thì nó phải có yếu tố. Cái yếu tố ước nguyện, từ ước nguyện đó chúng ta mới thực hiện, là một trong thực hiện vào một trong 37 pháp Bodhipakkhiya, tức là pháp trợ đạo Bồ Đề. Thì dù bất cứ hoàn cảnh nào khi chúng ta tu tập, không phải là tự nhiên chúng ta thành đạo, thành tu, thành đạo, thành quả, có gì đó. Nhưng tự nhiên mà ngộ đạo thanh linh chúng ta ngộ đạo, thì tự nhiên chúng ta tu như vậy, thì tự nhiên chúng ta chứng, chúng ta đắc liền. Thì là chúng ta phải hiểu cái sự nhanh chóng của các bậc thánh hiền. Ở xưa khi nghe Phật khai thị giảng thuyết một lời, một câu kinh, Ngài đọc lên và các vị ấy khẳng định và chiếc bán đầy đủ nghĩa văn lý pháp từ
hay khai triển cái tệ quán, mà chứng đắc thánh đạo thánh quả, thế cũng là có cái nền tảng của, nếu như có nền tảng của năm pháp này thì nó rất là nhanh chóng, nó rất là lẹ, và đã cũng như yếu tố của quý vị, yếu tố đầy đủ của ba la mật, tức pháp ba la mật. Chúng ta thực hành pháp này là tức là xuyên qua các pháp độ một cách viên mãn, một cách đầy đủ, chúng ta mới chứng đắc thánh đạo thánh quả. Cho nên nếu như ai đã được, đã đang và sẽ thành, sẽ thực hành năm cái pháp này, thì đó chính là người đó có cái đường người, đường trời và đường đến đạo quả chấm dứt sinh tử, chắc chắn là như thế. Cái sự thành tựu của nó là như thế. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, kính hành sanh Kara Nupatisupa có nghĩa rằng nói lên cái cảnh giới của ước nguyện tái sanh của những người đã tu tập viên mãn về thí, viên mãn về giới, viên mãn về văn, viên mãn về tuệ. Nếu như đầy đủ và một cách viên mãn như thế, tốt đẹp như thế, thì chắc chắn rằng cảnh giới trời người nói chung của các cõi, nói chung là tam giới này, chúng ta có thể xuyên qua được, đi đến đâu cũng được hết, sanh về cảnh giới nào cũng được hết. Nhưng cuối cùng vì ấy hướng tâm còn dạy ngoan và đi đúng theo cái quy trình đó, và nên tán hỗ trợ đó để cho định sanh, để cho tuệ sanh, thì chắc chắn rằng vì ấy sẽ thành tựu chứng đắc thánh đạo thánh quả. Cho kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, cho bài sinh cái kinh hành sanh nó trải qua nhiều cái giai đoạn mà kính bạch quý ngài chúng con đã thực hiện, chúng con đã ở đây hết sức mình giảng giải như vậy. Mong toàn thể chư quý Phật tử sẽ được một cách tổ tương hơn nữa khi mà có sự thảo luận, có sự chia sẻ của chư tăng, thì những chỗ nào còn thiếu sót chưa được bổ túc cho được hoàn thành, thì xin có điều gì sẽ tất tin những mong chư tăng bổ túc bổ tích cho được hoàn thành, mong tất cả chúng ta hoàn thành, thì xin chấm dứt thời gian trước đây. Đây xin kính nhận một lần nữa trở thành đại chúng tôi khi trên đi một điều chỉnh pháp và kinh doanh những thứ tổ Anh đã bố bụt thay chứ.
Có lẽ thượng tọa được nằm một công việc đối thoại không có mặt trước mắt, trong khi chờ đợi thượng tọa rằng trở lại, chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ những gì và điều trong cái bài kinh này. Ở đây thưa quý vị, ở trong bài kinh này, chúng ta mới nghe qua thì chúng ta nghĩ rằng vấn đề như vậy là tốt đẹp nên hành trì, tức là khi một người có cái sự trú trong cái pháp hành, trong cái nghiệp hành là tính đức tình bố thí thì giới đa bằng trí tuệ, thì như vậy khi mà ước muốn một sanh ở đâu thì sẽ thành tựu ở đó, thậm chí là ước muốn có nguyện vọng được đoạn đường lục quả chứng đạt ngay trong hiện tại tâm giải thoát và tự giải vô lậu giải thoát. Chúng tôi vừa được biết là người giám đốc đã vào xin nhường mic lại cho thượng tọa. Xin thỉnh thượng tọa. Sao tôi kính trình thượng tọa thư sư. Bạch thượng tọa thư sư, ngày hôm nay có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà để hỏi thượng tọa ba câu rồi xin thượng tọa đề nghị. Câu đầu tiên muốn hỏi thượng tọa thư sư là trong năm pháp này, tính giới, văn, trí và tuệ đó, thì tại sao Đức Phật Ngài nói đến tuệ mà Ngài còn nói đến văn được? Dạ, đa văn và trí tuệ. Tại sao chúng ta không nói chung? Ví dụ như người đời họ nói rằng một người mà có nhiều kiến thức tức là người có trí tuệ, thì xin thỉnh sư tổ tuệ sư quan nghĩ cho biết ý kiến sư tổ bình định. Bạch chư tôn đức kính thưa quý vị, hai cái gì pháp này thật ra thì nó khác nhau chứ không phải là giống nhau. Vì cái chữ văn ở đây đó là cái chữ sutta. Sathaya Samana Gato Moti Silena Samana Gato Moti Sutena Samana Gato Moti Jagena Samana Gato Moti Panyaya Samana Gato Moti. Như vậy chữ Sutta ở đây đó, văn có nghĩa là học hỏi, văn có nghĩa là nghe, và nghe hay tìm học hỏi thì cái đó gọi là văn. Còn cái chữ panya đó là bao gồm cả cái trí tư, cittamaya panya, và cái trí tu,
Phật Quan Âm Maya Panya. Còn văn ở đây thì chỉ có một là Sutta Maya Panya thôi. Cho nên ở đây có những người họ có trí tuệ nhưng mà tự họ suy tư và họ biết họ không cần học hỏi. Chính vì chỗ đó Đức Phật Ngài phải nêu ra, Ngài cũng nêu ra cái trường hợp thứ hai, tức là không phải lúc nào cũng trí tuệ cũng do nghe, do học hỏi, mà cái trí tuệ còn do cái sự suy tư hay là do cái sự tu chứng mà có. Cho nên hãy nêu lên cả năm chi pháp này, trong đó có văn, có tuệ. Bao giờ quý vị ở đây trong thất thánh tài, tức là Arya Thanh Á, là bảy tài sản bậc thánh đó, hay tài sản bậc thánh nhân, hay là thánh sản, thì ở đây khi nói đến tàm tài, quý tài, tính tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, và thứ bảy là tuệ tài, thì như vậy văn được kể riêng và tuệ được kể riêng. Vì trong hai trường hợp này không thể xác định được, bởi vì nếu mà chúng ta kể văn, kể cái sự đa văn nhưng mà không kể cái tuệ thì còn thiếu sót, bởi vì trí tư, cái sự suy nghĩ, cái trí sáng suốt để mà suy tư đó, thì cái đó không gọi là văn, không gọi là trí văn. Do cái sự tu tập đắc chứng thiền định và đạo quả thì cái này không gọi là trí văn. Và đó là một lời tuệ do suy tư, do tu tập. Còn ngược lại, nếu nói tuệ khỏi cần nói văn thì cũng không đúng, là bởi vì có những trường hợp vị đó sanh khởi trí tuệ, tự sanh khởi trí tuệ mà không cần học hỏi. Như vậy trong trường hợp này, nếu kể văn mà không kể tuệ, hoặc là kể tuệ mà không kể văn, như vậy thì nó còn khiếm khuyết. Mặc dù cả hai pháp đó nó gần như là có cái hơi hám của cái trí tuệ giống nhau, có hơi hám của trí tuệ, bên nào cũng là trí, nhưng mà phải kể cả hai chứ không thể kể riêng được, không phải nhập chung lại bỏ bớt một trong hai. Thì đó là câu trả lời của chúng tôi trong cái câu hỏi mà từ nội dân đảng vừa nêu. Nó mua một thầy sắp chưa tập tư siêu, chưa tập tư siêu ha. Cái danh sách mà tính thí văn tính giới văn thí tuệ đó thực sự không có được nghe nhiều, kể nhiều ở trong kinh tạng, nhưng mà ít nhất là có bốn chỗ ở trong kinh tạng mà sư được đọc. Thì năm pháp này đặc biệt nó liên hệ đến cái ước nguyện và làm thế nào ước nguyện thành tựu,
ví dụ như trong Tăng Chi Bộ Kinh, khi mà Đức Phật ngày gặp vợ chồng của Nakula Pita và Nakula Mata đó, thì ngài dạy rằng nếu một người nam người nữ mà thương yêu vợ chồng với nhau, tình vợ chồng mà muốn kiếp sau còn được gặp nhau nữa, thì nếu đầy đủ trong pháp, sự đồng đẳng về tính, đồng đẳng về khí, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tính, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về văn, đồng đẳng về khí, đồng đẳng về trí tuệ, thì kiếp sau thì còn đúng với nhau. Thì bậc thượng từ siêu phải chăng năm pháp này nó có liên hệ đến cái ước nguyện của cuộc sống, nó lưng đưng đá cái mà hồi chúng ta gọi là nguyện nghịch hay không? Xin đầu từ siêu quan nghĩ cho vậy ý kiến về điều này. Thực ra năm pháp này nó có ở trong kinh tạng cũng nhiều chỗ sư đệ, như là Đức Phật ngài giảng ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, người nói về nghèo là khổ đó, thì ngài nói rằng khi mà người ta nghèo, tiền nghèo bạc, nghèo tài sản, thì người ta khổ vì phải mắc nợ, rồi mắc nợ phải trả lãi, mà khi mà không có đủ tiền để mà trả lãi hàng tháng thì họ trốn đi, nhưng mà họ vẫn bị truy nã, rồi khi bị bắt phải bị giam cầm. Đức Phật ngài đưa lên cái hình ảnh nghèo là có cái khổ như vậy đó, thì ngài mới nêu lên năm cái pháp. Một người mà không có tu tập về tính, về khí, về giới, về văn, về tuệ đó, thì người đó được xem như là nghèo, nghèo thiện pháp. Mà khi một người nghèo thiện pháp như thế này đó, thì người đó bị mắc nợ, tức là người này tạo nên những cái ác nghiệp, và khi mà tạo nên những ác nghiệp đó, thì họ phải bị gánh lãnh lấy cái hậu quả đau khổ, gọi là bị trả lãi. Và khi mà họ đi đứt nằm rồi, hay họ trốn ở trong rừng sâu, ở trên núi, hoặc ở chỗ nơi thanh vắng để họ trốn tránh cái mặc cảm của tội lỗi, dù họ trốn như vậy nhưng mà tâm của họ cũng vững ra cái đó, là giống như người nghèo mình trốn nợ mà bị truy đuổi vậy đó. Rồi khi bị bắt, tức là khi họ thiếu những cái thiện pháp mà tạo nên những ác pháp đó, sau khi chân vợ mạng chung, họ bị rơi xuống địa ngục và quỷ sứ hành hình họ, vân vân. Đức Phật này cũng có kể năm pháp đó. Rồi năm pháp đó nó cũng nằm ở năm trong bảy thất tinh tài. Thất tinh tài là bảy tài sản thánh nhân mà chúng tôi vừa nói khi nãy, là cũng nhiều. Cho nên ở đây đó, nếu mà chúng ta đọc qua suy suốt ở tạng kinh thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp mà Đức Phật này giải cho người giải ở đây về cái năm pháp này. Và do vậy chúng ta cũng nên xem năm pháp đó như là một cái cận duyên, một cái tương trợ cho những cái thiện pháp khác. Thí dụ như ước nguyện là ước nguyện sanh về cõi người, cõi trời, cõi trời dục giới, thì với năm pháp này ước nguyện là đủ rồi. Nhưng mà khi ước nguyện
được sanh lên cõi phạm thiên sắc giới, phạm thiên vô sắc giới, thì chính do năm cái pháp đó nó làm cận duyên tương trợ cho thiện chỉ mới sanh lên trên đó được. Rồi cũng năm pháp này nó làm cận duyên, làm tương trợ cho thiện quán mới tiến đắc được đạo quả. Cho nên chúng ta cần phải hiểu là năm pháp đó nó cũng giống như những cái nguyên liệu cơ bản cho cái món ăn. Nhưng mà rồi khi nấu cái món ăn đó, nó phải có cái hoa, nó cũng phải có cái nguyên liệu chính. Những cái nguyên liệu phụ gia, những cái chất phụ gia thì món nào cũng phải có giống nhau như vậy. Muối, đường, tiêu, tỏi hay là bột đen, vâng vâng, mấy cái đó thì phải có. Nhưng mà phải thêm những cái món, những cái nguyên liệu chính, những cái nguyên liệu chính để nấu thành cái món ăn đó, cái món cà ri hay là cái món lẩu, vâng vâng, thì cái món nào cũng phải có một cái pháp riêng. Ví dụ như đối với việc mà tái sanh ở cõi phạm thiên sắc giới thì phải tu thiện chỉ, thì một cửu sắc, rồi muốn sanh về cõi phạm thiên vô sắc á, tức là không vô vi xứ, chứ vô vi xứ, vô sở xứ á, thì phải tu thiền chỉ với bốn điều bộ vô sắc. Cái đó là cái nguyên lực chính. Rồi muốn đắc đạo quả, đã đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát thì phải tu thiền quán minh sát hay là thiền tứ niệm xứ. Thì cái đó là nguyên lực chính. Còn những cái nguyên liệu phụ, những cái chất phụ gia mà phải có là năm cái pháp này. Hãy có tích, phải có giới, phải có khí, phải có văn, phải có tuệ. Thì như vậy, nó là cái chất phụ gia. Do đó chúng ta nên hiểu năm pháp này như là những cái pháp tương trợ cho những cái pháp môn tu tập chính. Còn về cái vấn đề ước nguyện đó, thì ở đây nó cũng giống như là khi mà chúng ta có tiền ở trong túi, ai bảo rằng là có tiền mua tiền cũng được thì chưa chắc là mỗi gì có tiền bỏ trong túi. Nhưng mà khi ra ngoài chợ, chúng ta đứng tầng ngần ở ngoài siêu thị, chúng ta cũng không biết là mua cái gì, bởi nó có quá nhiều thứ, quá nhiều món. Chúng ta không biết mua cái gì, chúng ta đứng ta nhìn một hồi rồi hết giờ chúng ta đi về thôi, không mua được cái gì hết. Do đó cho nên chúng ta phải có một cái ước muốn. Ước muốn là hôm nay tôi đi siêu thị, tôi sẽ mua, tìm mua cái món đó. Thì khi có cái ước muốn đó đó, mà trong túi sẵn có tiền thì mình ra mình mua được cái món đó liền như ý. Thì đây là ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi số 2 mà Thượng Thừa Giám Đẳng vừa nêu nó buồn thầy. Sao cũng kích thích Thượng Thọ Thừa Sư. Mất Thượng Thọ Thừa Sư qua. Thánh Thừa Thọ trả lời cho một câu hỏi nữa rồi chúng ta đi nghỉ. Sau đó sẽ đề với Chư Tăng còn lại sẽ tiếp tục. Mà Chư Tăng từ xưa trong Phật giáo thiên trên thế giới đó, thì Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Mật Tông thì có cái đặc biệt là hay có một cái điểm nổi bật là hướng cầu cảnh giới tái sanh. Tức là từng có những vị tu cu, là những vị sanh trở lại làm lạc ma, sanh trong gia đình Tây Tạng, sanh trong gia đình Phật giáo.
Và Phật giáo Đại Thừa cũng có nhấn mạnh đến cả giới tái sanh. Phật giáo Nam Tông á, thì trong hàng xuất gia đó, thì nhấn mạnh đến cái chuyện thoát khỏi sanh tử, sanh ra tận phẩm hạnh đã thành, vân vân. Còn người cư sĩ thì cũng mong cảnh giới tái sanh làm trời làm người. Thì chư Tôn Đại Sư Quan Hỷ cho biết là trong trường hợp nào mà một người Phật tử nên hướng cầu cái cảnh giới tái sanh, và trong trường hợp nào người Phật tử nên nhấn mạnh về cái chuyện mà chấm dứt sanh tử và kết thành chư Tôn. Kính bạch chư Tôn Đức Kính Thưa Quý Vị, trước hết chúng ta phải xác định cái lập trường mà Đức Phật này dạy này các tỳ kheo, cũng như phẩm dầu cho nó văn trúng một chút ít trên thân mình, trên y phục mình, nó cũng hôi. Cũng ta nói sanh hữu dầu cho chỉ một kiếp cũng là khổ. Do đó cần phải chấm dứt sanh hữu. Thì cái bài kinh này chúng tôi nhớ rất kỹ, bởi vì ngài đưa một cái thí dụ về phẩm mà nó văn, nó bắn tung tóe, nó văn trúng mình dầu cho một vài đớp, nó cũng làm cho hôi. Thế chúng ta có ứng với cái, cho nên khi thuyết pháp chúng tôi thường hay dẫn chứng cái đoạn kinh văn đó. Thì ở đây đó, trong bất cứ trường hợp nào, Đức Phật ngài cũng không có dạy là hướng cầu cái cảnh giới tái sanh. Ở trong Tăng Diệu Quần Kinh Pháp Bảy Chi, một cái bài kinh Mê Thú Đá Sang Vô Đá số 8 liên hệ với nhân dân không? Thì ở đây khi mà Đức Phật ngài giảng giải rằng một vị tỳ kheo mặc dù không có dâm dục nhưng mà vị đó thích nhìn ngắm những người phụ nữ, cái đó cũng liên hệ đến pháp dâm dục, làm cho phẩm hạnh bị bế vụn. Dù cho không ngắm nhìn nhưng mà thích nghe giọng nói, nghe tiếng cười, tiếng hát, hoặc không có nghe nhưng mà nhớ tưởng lại hồi bọn cư sĩ mình đã nghe cái giọng nói, đã từng cười giỡn với người nữ như thế nào, thì cái đó cũng là liên hệ đến dâm dục, làm cho phẩm hạnh bị bể vụn. Và cuối cùng thì Đức Phật ngài đưa lên một vấn đề, dầu không thế nữa mà vị tỳ kheo thực hành phẩm hạnh với cái tâm nguyện rằng mong với phẩm hạnh này ta được sanh đầu thân chư thiên, đầu thiên nhân, với ước nguyện đó được gọi là vị tỳ kheo, cái phẩm hạnh bị bể phục. Thì ở đây đó chúng ta cần phải hiểu là không có trường hợp nào mà Đức Phật này
khuyến khích cho chúng ta về cái sanh hữu của tương lai. Sở dĩ trong bài kinh này mà Đức Phật Ngài dạy như vậy là vì Ngài đã thấy, đã biết với cái thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Ngài thấy cái sự kiện đó nó xảy ra đúng là như vậy, nó có xảy ra là như vậy. Người mà hành trú với năm cái pháp tính thí giới văn tuệ, mà hãy người đó có cái sự ước muốn là một đại phú gia Sắc Đế Lị hay Bà La Môn thì được thành tựu. Với cái hành trú đó, nếu người ước muốn sanh về cõi tứ thiên vương Đầu Lợi Đông Xuất Giả Ba Đông Xuất sau thao quá tự quá làm thiên thao quá tự tại thì cũng được thành tựu như vậy. Thì đó là Đức Phật Ngài nói lên một cái sự thật có như vậy, chứ Ngài không có, Ngài không có khuyên phải ước muốn như vậy để được sanh thiên. Đó là một cái vấn đề mà chúng ta cũng phải biết. Tuy nhiên có một cái bài kinh Sê-vê-tá-pá kinh nên ứng dụng và không nên ứng dụng đó, mà ở trong cái bài trung mục kinh ở đây được gọi là kinh nên hành trì, không nên hành trì đó. Thân hành, khẩu hành, ý hành, tâm sanh, tưởng đắc, kiến đắc, ngã tánh đắc, có hai loại, mỗi thứ đều có hai loại. Một loại nên ứng dụng và một loại không nên ứng dụng. Như là ta pha quá ta thì là pháp ngã tánh đắc làm cho thiện pháp được tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, thì cái đó nên ứng dụng, nên có. Còn cái ngã tánh đắc mà làm cho bất thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp được suy giảm, thì ngã tánh đắc không nên có. Thì ở đây khi mà sanh hữu ở trên cõi đời này, có những cái sanh hữu tức là có những cái pha quá, có những cái tắc pha quá, không có cơ hội để làm các cái công đức, các cái phước báo thì đừng có tìm cái sanh hữu đó là vô ích. Do đó cho nên phải bỏ nó đi. Còn nếu như chưa đắc được đạo quả ngay trong kiếp sống hiện tại này mà còn phải tái sanh, thì phải nhớ có những cái sanh hữu, có những cái tác pha quá mà nó làm cho thiện pháp được tăng trưởng, có thiện pháp suy giảm, thì cái điều đó thì mình cũng khởi lên ước nguyện được. Tuy vậy chúng ta phải nhớ là hễ bất cứ lúc nào một vị Bồ Tát đều phải có một cái khuynh hướng. Sáu khuynh hướng là khuynh hướng vô tham, khuynh hướng vô sân, khuynh hướng vô si, khuynh hướng xuất gia, khuynh hướng viễn ly và khuynh hướng xuất ly. Nisana xuất ly, khuynh hướng xuất ly ở đây là xuất ly khỏi tam giới. Thì lúc nào cũng phải có những cái khuynh hướng đó. Đối với những người chưa được thuần thục trong cái việc tu tập, trí tuệ chưa được thuần thục, thấy cái khổ luân hồi quá ta lúc khác, chưa có thấy cái khổ luân hồi, thì đối với người đó khi họ làm cái điều lành, họ mới có ước nguyện để được sanh về cõi người, cõi trời, đúng không? Nhưng mà đối với người mà đã thuần thục
trong cái trí tuệ, trong cái khuynh hướng xuất ly, khuynh hướng giải thoát của Nisana Akasaya, thì người đó đều sợ hãi cái sự sanh tử luân hồi, và ngay lúc đó là đừng có ước bị giải thoát. Cho nên hãy khi nào mà mình có được cái khuynh hướng xuất ly đó, thì lúc đó là nên có cái ước nguyện giải thoát. Nói tóm lại, một lần có một vị chư thiên hiện xuống bạch với Đức Thế Tôn rằng: thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác của thanh xuân tiếp tục bởi chúng ta. Những ai sợ chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức để hưởng cho an lạc. Ajendikala Tarajati Ratiyo Vajoguna Anupopang Chahanti E tăng phê giang marne tích hâm anô của nhà lý cây dê ra thá sức cao và hạ đi. Là vị chư thiên đó nói rằng ở cõi người đó, cái thời gian đêm ngày ở trôi qua nhanh, cái tuổi thanh xuân lần lượt bỏ lại, tuổi thanh xuân lần lượt bỏ lại. Nếu mà ai suy xét sợ cái sự chết thì hãy làm các công đức để hưởng được cái sự an lạc ở trong cảnh giới chư thiên. Thì khi đó Đức Thế Tôn Ngài mới đọc lên bài kệ, Ngài quả theo cái bài kệ đó: Ajendikala Tarajati Ratiyo Vajoguna Anupopang Cha hành tí e tăng phê dăng bà rê nê bê kha mà nô lô ca mi sang bà chà hê san tí bê kô tí. Ngài thêm cái câu chót lại, Ngài sửa cái câu chót lại: thời gian lặng trôi qua, đêm ngày đúng chỉ độ, tuổi tác của ta xuân tiếp tục bởi chúng ta. Những ai chịu quá sát sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi tâm, hướng cầu tịch tịnh, tức là hướng cầu đến sự giải thoát. Đức Phật luôn luôn là Ngài có cái khuynh, Ngài chủ trương cái đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi số 3 của thượng giới đẳng nêu lên người Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trưng từ tòa tuệ sư. Thưa quý vị, chúng tôi có một cái câu thảo luận với thượng tòa pháp đăng. Nhưng mà về điểm này thì chúng tôi cũng nhân cái câu thảo luận của tòa thư sư vừa rồi đó, thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm một vài cái ý. Mà đây là một vấn đề rất là phổ cập ở trong Phật giáo, dù là các tông phái. Chúng tôi hỏi quý vị có còn nghe được không? Dạ, quý vị cũng từng có nghe được không? Dạ, tại vì chúng mình đi tụng kinh cáo tan đó, thật ra chúng tôi lên xe, hy vọng là cũng nghe được. Vậy thưa quý vị, cái cách nói của thượng tọa về siêu đó là một ở trong cách nói tương đối là phổ thông. Nhiều người, đặc biệt là các vị thiền sư, hay là các vị mà đào sâu vào trong tâm tạng, nhưng mà thường là cái cách nói này đó nó lại không có hợp với đa số quần chúng. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở trong các cái vị mà cao tăng của Phật giáo Nguyên Thủy Cao ấy, thì cái vị mà có đệ tử nhiều mà độ được nhiều người đó là Ngài Hộ Tông ấy, so với Ngài Dương Nghiêm, so với Ngài Tịnh Sự, Ngài Bụng Chân, v.v. là vì Ngài Hộ Tông đó, Ngài hay
Ngài hãy nói cái chuyện mà là phước sanh về cõi trời, à, mà muốn sanh về cõi trời, sanh về cõi chư thiên á, thì phải bố thí trì giới. Thành ra cái số người mà chúng ta tạm gọi là bà tu lại phước người nữ á, ngày độ được rất nhiều. À, cái thì có thể thì gọi từ đồng ý hay không đồng ý thì chúng tôi không biết, nhưng mà chúng tôi thấy tại hội tông á, ngày độ được nhiều, nói về và thường với đại khối quần chúng á, khi mà pháp mà mình nói về có đời sau rồi có sanh về cõi trời này nọ đó, sanh về cảnh giới thì cảnh giới kia, người ta thích nghe hơn, người ta dễ hiểu hơn là nói về sự chấm dứt năm quân. Và có đôi khi mình giảng chấm dứt phần từ năm quân, người ta nghe người ta không biết, nghe thì cũng không dám cãi đó, nhưng mà nghe mà mình tu hồi không còn gì hết, được cái sợ ở đây là cái ý kiến cá nhân chúng tôi thôi. Thì thật ra ở trong kinh đó, Đức Phật Ngài cũng có dạy cả hai, Ngài dạy cả hai, mặc dù có những bài kinh mà ở trong bài kinh đó Ngài có vẻ Ngài nhắc về Xá Lợi Phất á, à, vì đó là vì Bà La Môn có khả năng sanh về, có khả năng đoạn tận sanh được giải thoát, nhưng mà tại sao không đưa cái giới cao đó mà lại dạy vì đó sanh vào cõi phạm thiên, thì đó cũng có vậy. Dạ, cái đó có, nhưng mà cũng có rất nhiều đoạn Đức Phật Ngài cũng khuyến khích là giữ giới, thì một ở trong năm quả phước địa giới là sanh về cõi trời, hay là Ngài Ngài cũng có dạy trong cái tuần đường pháp thoại đó về các cái cảnh giới an lạc của cõi trời, thiên giới. Thì điều mà chúng tôi muốn nói tại đây đó là chúng ta phải có một cái quân bình, hay là có một cái chuyện mà nó tùy lúc, tùy người, tùy căn cơ, và cái chuyện này khó lắm. Bên Phật giáo Nam Tông thì không có phân thành tông phái. Ở bên Phật giáo Đại Thừa thì phân hẳn rõ ràng. Dạ. Bên nào tu thành tịnh độ thì nguyện sanh về cảnh cực lạc và tiếp sau sanh cực tử. Mà bên nào về thiền tông là chấm dứt sanh tử. Tiến đắc thành Phật thì chứ không có cái vụ mà nguyện sanh về Tây Phương cực lạc. Bên Phật giáo Đại Thừa thì cái đó là phân ranh rõ ràng lắm á. Dạ, phân ranh. Như chúng tôi đã nói nhiều lần là bên Trung Quốc á, chùa nào mà theo thiền tông á, thì có thờ Tổ Đạt Ma, thờ Đức Phật Thích Ca, rồi bên Ngã Nang, bên Tạc Ca Diếp. Còn bên Tịnh Độ thì thờ Tây Phương Tam Thánh. Mà chùa nào thờ Tây Phương Tam Thánh, tức là Di Đà, Quán Âm, Thế Chí, thì không có thờ Tổ Đạt Ma. Mà chùa nào thờ Tổ Đạt Ma thì cũng có Di Đà, Quán Âm, Thế Chí, như Việt Nam, Vĩ Nam, thờ Lương Tông Bách. Thưa quý vị, chúng tôi biết là quý Phật tử rất là khổ đau. Ví dụ như người Thiên Chúa thì vậy lắm, nên nhà thờ thì cứ tin Chúa, minh danh Chúa, thờ phượng Chúa thì sẽ được Chúa cứu rỗi. Thì một trong ông linh mục thì cũng lên một đầu cũng nói vậy thôi, nói y một bản như vậy thôi. Nhưng mà gặp các vị tu sĩ Phật giáo thì có vị khuyến khích là quán vô thường, khổ não, vô ngã, đừng có nghĩ rằng đây là ta, của ta, tự ngã của ta, nên giải thoát tất cả các hành, các pháp hữu vi, giải thoát năm uẩn. Và vị khác thì nói, cố gắng giữ giới sanh về cõi trời. Và quý vị Phật tử nào mà biết cái hộ tông khi Ngài còn sống là cứ đọc Ngài, Ngài nói là tu kiểu đó coi chuyện sanh về địa ngục á, giữ giới đi, giữ tâm giới đi, sanh vào cõi trời. Rồi tới cái bác quan trời giới, Ngài nói giữ bác quan trời giới sanh cõi trời. Rồi thật ra dễ hiểu lắm, chúng tôi bảo đảm. Có rất nhiều người phát tâm tu cái hộ tông tại vì họ có tính tâm như Ngài hộ tông về cái giới của Ngài hộ tông. Và Ngài hộ tông Ngài khuyên, giữ giới đi sanh về cõi trời. Nghe rất là dễ hiểu theo quan niệm. Còn cái kiểu mà nói rằng các pháp hành là tập hợp cho nhân cho duyên, rồi là vô thường, là khổ, là vô ngã, vân vân, thật ra nghe khó hiểu. Chứ tôi cũng phải nhìn nhận như vậy. Nếu quý vị nào mà học cái kinh Trung Bộ những bài trước á, có bài kinh nên hành trì và không nên hành trì, thì trong bài kinh đó đó có một cái chìa khóa rất là quan trọng. Dạ, chìa khóa rất trọng. Trong cái chìa khóa đó, đó thì khi mà Đức Phật nói một cái đoạn tóm lược thì tôn giả Xá Lợi Phất ngày giảng giải rộng ra, ngày có đưa cho chúng ta một cái chìa khóa, đó là đối với cái pháp nào đó, đối với điều nào mà mình làm, mình nói,
mình suy nghĩ được hơn vân mà thiện pháp tăng trưởng bất thiện pháp suy giảm thì mình nên có nên làm, và pháp nào mà mình tu tập mà thiện pháp suy giảm và bất thiện pháp tăng trưởng thì không nên. À, cái chuyện mà thiện pháp suy giảm hay thiện pháp tăng trưởng đó, nó là một cái chuyện rất là khó, khó lắm thưa quý vị. Chúng ta phải tự để ý mình, ví dụ như con người mình mà tối ngày mình cứ nghĩ rằng mình là tu đi mai mốt làm phước sanh về cõi trời được hưởng thiên phước thiên sắc thiên thanh thương hương thương vị thiên xúc vân vân, và mình nghĩ vậy hoài đó, thì có nhiều người nhờ vào việc đó mà tinh tiến những vụ giới tinh tấn tu bỏ quan trai giới hay là sợ rơi vào cảnh địa ngục thì cũng nên. Chúng ta rất cũng nên lắm. Ví dụ có người mong sanh về cõi trời mà tinh tấn giữ giới thì cũng nên. Nhưng có nhiều người nghĩ về cõi trời mà sanh ra cái tâm tham phiền não ái chấp đôi khi tham luyến thì cũng nên, thật rất khó thưa quý vị. Giống như là mình nói trong đời này mà quý Phật tử cha mẹ dạy con là con học đi mai mốt là ông này bà kia thì con nghe thích, giờ cái thích đó đó mà phấn đấu mà học thì chuyện nó cũng tốt. Nhưng mà nếu mà do cái lời của cha mẹ mà con trở nên ham danh ham lợi đó, ham danh ham lợi quá đó thì đúng nguy. Thành ra cái danh và quả lợi đó, nó là một miếng một mồi, nó là một cái sự tác động, nó là một kích thích tố, nó là một động lực, nhưng mà nó cũng là cạm bẫy. Thì cái chuyện mà có nên dạy con là con học ra để làm ông này bà kia không á, thì thật sự nó cũng phải tùy vào cái căn cơ đứa con nữa. Dạ, giống như cả sách học bậc mình thọ trì và hành trì pháp nào mà thiện pháp tăng trưởng và bất thiện pháp suy giảm thì nên. Nhưng mà nếu mình theo cái đó mà thiện pháp và thiện pháp suy giảm bất thiện pháp tăng trưởng thì không nên. Và cái tăng trưởng và suy giảm cái đó là cái khó đó, dạ, cái đó cái cực kỳ khó thưa quý vị. Thành ra không phải tất cả mọi người đều phát tâm để chấm dứt sanh tử đâu. Dạ, có nhiều người, đa số người không có phát tâm chấm dứt sanh tử. Nhưng mà nếu còn sanh tử thì Đức Phật ngài dạy rằng năm pháp này là giới, là văn, là thị, là tuệ đưa chúng ta đến cái chỗ thành tựu một điều mà ai cũng mong muốn, gọi là đắc kỳ sở nguyện hay là sở nguyện viên thành, sở nguyện viên mãn. Đây là những cái yếu tố của sở nguyện viên mãn. Và cũng giống như bây giờ chúng ta nói đơn giản là quý vị hỏi chúng tôi là chư tăng đi tu có nên cất chùa không, thì chúng tôi đành thưa quý vị là chuyện đó cũng tùy. Nên thì nó có lý do nên, không nên có lý do không nên. Nếu vị trụ trì đi tu mà tối ngày ôm cái chùa mà lo cất cái chùa mà để chùa cao Phật lớn để hãnh diện để làm sở đất để chết rồi sẽ sanh lòng con chó giữ chùa lên thì thật ra không nên. Nhưng mà nếu cất chùa để mà mong để hoằng dương Phật pháp, để làm gì tốt cho đời, không phải để đánh bóng tình cảm thì cũng nên. Nhưng mà ai biết được cho mình, ai biết được cho mình là mình cất chùa bằng cái động lực gì, phải lấy chuyện đó mình phải biết. Thành ra mình tu á rất là quan trọng, là mình phải tự biết mình, tự biết mình rất là cần thiết, rất là quan trọng. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử. Bây giờ xin được hỏi là Thượng tọa Pháp Đăng, không biết Thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy và còn nghe được không? Nếu mà Thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin Thượng tọa Pháp Nghị trả lời cho câu thảo luận. Dạ. Thượng tọa Đăng, hôm nay chúng ta đọc bài kinh này á là nói về cái chuyện mà đắc kỳ sở nguyện, cái cảnh giới tái sanh á, thì Đức Phật ngài nêu ra năm pháp. Đó là thí, đó là tính, đó là giới, đó là văn, là thí, là tuệ. Thì theo cái cảm nhận Thượng tọa Pháp Đăng á, thì năm pháp này là phải đầy đủ, gọi là có và đủ, là không thiếu pháp nào, hay là chỉ cần một trong năm pháp, hoặc giả là có hai ba bốn pháp gì đó thì cũng có thể thành tựu được. Xin thỉnh ý kiến của Thượng tọa Pháp Đăng. Cái trình Hello. Hello, quý vị nghe được không? Dạ, con Pháp Đăng kính lễ ông Đức Tam Bảo. Ở trong cái câu hỏi của Thượng tọa thì con nghĩ như thế này.
nếu mà nói về năm pháp này là năm cái thiện pháp đó, nó không có lẫn lộn với ác pháp đó. Thì đây là điều tiên quyết, điều cần có để người hay gọi tư đại tiên vương hay gọi đau lợi giả ma đấu sức quá lạc quá tự tại, hay là những con phạm thiên sơ thiền hoặc là bốn phạm thiên vô sắc, hay là chứng đắc đạo quả. Thì tôi nghĩ rằng cái bài kinh hành sanh này đó, thì năm cái pháp này đó, thì đó là năm cái mình nói giống như năm quyền năm lực. Ở trong đó thì mình vẫn biết là tính hay là thí đó, đó là không phải như là tính tấn niệm định tuệ, nhưng mà thấy này cũng là một cái pháp mà bậc thánh mình gọi là bậc thánh tính giới tạm quý dâm thí tuệ đó, thì vẫn có cái pháp của bậc thánh tu lục quần. Thì nói như vậy thì cũng thấy rằng về năm cái pháp này, nếu mà nói rằng có một pháp nhưng mà không có những cái ác pháp đó, thì nó cũng là tốt. Còn nếu mà nói về năm cái pháp này đó, mà nếu mà có cả năm pháp thì rất là tốt. Vì thí dụ như mình thấy rằng có những cái câu chuyện mà như là cái vị tử tội mà được một cái cô gái cho một cái đĩa bánh để cúng dường cho ngài Mục Kiền Liên, mà thay vì phải sanh lên cõi trời mà vị này suy nghĩ nó hơi méo mó làm bị thần cây chuối. Thì nói như vậy để mình thấy rằng nếu mà suy liên hệ đến thiện pháp ấy, thì nó là tốt, tại vì để mà có thiện có bất thiện ấy, thì nó lại không có được hoàn hảo, nó có thể làm cho sự trở ngại. Nếu mà người đó làm cái thiện pháp mà nó vuông tròn đó thì nó lại tốt hơn. Ví dụ mình nghe như câu chuyện hoàng hậu Malika, thay vì bà cúng dường độc nhất vô nhị, bà cũng là những người có tính tập rất nhiều, nhưng mà bà lại bị cái sự khê đức về cái giới luật của mình, bà lại sanh làm vào trong khổ cảnh. Nói như vậy để biết rằng cái thiện pháp đó, ví dụ mình có làm thiện về giữ giới mà tròn đầy đó, mình cứ giữ giới mà đừng có phạm một cái tội khác đó, thì nó cái giới cũng sẽ hỗ trợ cho mình. Hoặc mình có bố thí mà mình không có những cái ác pháp khác đó, thì cái bố thí mình nó cũng sẽ giúp đỡ cho mình. Hay là cái đa văn học hỏi. Bởi vì nói như vậy thì quý vị biết rằng cái tâm của chúng ta mà làm cái việc thiện đó, mà nó có cái việc bất thiện đó, thì nó lại có sự nguy hại. Ví dụ mình sanh làm chư thiên, mà nửa tháng làm chư thiên, mà nửa tháng làm chim dương, chư thiên chim dương. Thì nói như vậy để mình thấy rằng nếu mà mình có năm cái pháp này, mà năm cái pháp nó hoàn mỹ thì luôn luôn mình làm chư thiên cũng là thù thắng hơn. Còn nếu mà mình có một trong năm pháp này mà lẫn pháp bất thiện nữa, thì nó sẽ cho mình là không có hoàn hảo. Nửa tháng mà làm chư thiên, nửa tháng làm chư thiên chim dương. Như vậy thì có nghĩ rằng nếu một cái người mà họ tu tập hoặc là họ có một cái hiểu biết, một cái sự hiểu biết tương đối thuận theo pháp đó, thì nó cũng đạt được cái yêu cầu. Còn khi mà họ mà không có đầy đủ đó, thì họ còn có thể khuyết điểm đó, họ cũng có nhiều cái sự trở ngại ở trong đó. Nên mình có thể gọi như là nghiệp có đen trắng vậy đó. Nếu mà nghiệp mà có nghiệp trắng không đó, thì nó lại ok, nhưng mà nghiệp có đen trắng thì nó vẫn phải có sự trổ quả của đen trắng. Nói như vậy đó, thì chúng ta biết rằng trong cuộc đời của mỗi con người đó, thì mình được sanh làm người là một thiện nghiệp, nhưng mà trong đó cũng có nhiều cái nghiệp bất thiện nó trổ sanh và nó cũng cản trở. Con nghĩ như vậy nên khi mình nói về năm cái tính cái giới cái thí cái văn cái tuệ đó, mà nếu mà nói theo thiện pháp không đó, thì nó là rất là ok. Bởi vì thiện không đó, thì nó lại cho nó hoàn mỹ hơn. Mình tái sanh ở đâu cũng được thù thắng, tái sanh ở đâu cũng được hoàn hảo.
Còn khi mà mình có lẫn lộn thì con nghĩ rằng nó sẽ không có như ý. Còn nếu mà nói về một pháp, ví dụ mình nói là bố thí, hay là mình nói về giữ giới, hay là nói là ba văn, hay là nói về trí tuệ đó, nếu mà có một pháp đó đó mà không có lẫn lộn pháp đen đó, thì nó cũng ok. Nói đi thì cũng phải nói lại. Thường thường thì mình biết là một cái tâm thiện nghiệp nó cho ra một cái tâm tái sanh, một cái tâm thiện, ví dụ mình nói là phúc hành, cái tâm thiện hợp trí thì cho ra cái tâm quả đi tái sanh, thì đó là rõ ràng là mình tái sanh vào cái cõi vui rồi. Nhưng mà rồi nếu mà sống mình có những cái thiện pháp nhưng mà cũng có những cái ác pháp đó, thì trong cái đời sống của mình đó, thì con nghĩ rằng nó sẽ có cái sự trở ngại. Tuy rằng cái người đó được làm vua chúa hay được làm quan quyền, nhưng mà nó cũng vẫn có những cái khổ đau. Ví dụ mình câu chuyện quý vị đó, ban ngày thì là chư thiên, ban đêm thì một vị thiên thần, một đêm thì tự móc thịt mình ăn. Nói như vậy thì mình thấy rằng những cái thiện nghiệp, ác nghiệp nó cũng có khả năng để trổ quả ở trong cái đời sống này. Và Đức Phật ngày khuyên về năm cái pháp hành sanh này thì con nghĩ rằng để cho cái sự tái sanh nó hoàn hảo. Nếu còn tái sanh cũng tái sanh hoàn hảo mà đủ duyên để đắc chứng đạo quả. Chứ còn nếu mà mình không cố gắng làm hoàn hảo những cái pháp này đó, thì trong cái sự tái sanh để đắc chứng đạo quả mình cũng gặp nhiều sự trở ngại. Còn nhiều sự trở ngại. Hoặc là nếu mình làm thiện pháp mà quen, nó cũng là cái điều tốt đẹp mà có thể giống như nhiều bậc thánh mà suốt hàng trăm ngàn kiếp mà không rơi vào khổ cảnh. Nhưng mà nếu làm thiện pháp không có hoàn hảo đó thì cũng có lúc sanh lên sanh xuống. Thì theo con nghĩ là như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho thượng tọa. Nếu mà thượng tọa đi tụng kinh rồi thì mời quý vị Phật tử chúng ta hoàn mãn cái buổi học, mà kết thúc bây giờ cũng là đúng giờ rồi quý vị. Sao không cứ chuyện đó pháp đăng? Dạ, đi trên xe nhưng mà vẫn nghĩ chịu được. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay đó, chúng tôi lại chia sẻ thêm một điều. Và trước khi chia sẻ điều này thì tôi cũng mong quý vị là đây là cái sự chân thành. Nếu mà quý Phật tử mà có cảm thấy rất nhiều phiền đó, dạ, quý vị Phật tử quan nghĩ bỏ qua cho người Phật tử Việt Nam chúng ta đó, thì thường là có một cái cách này. Và khi nào mình muốn điều gì đó, mình hay có những phát nguyện, như là nguyện cạo đầu, cho con được cái đó con sẽ cạo đầu, hay là mình nguyện là mình sẽ ăn chay một ngày hai ngày gì đó. Thật ra thì nếu mà chúng ta hiểu đúng theo Phật pháp đó, thì khi nào mà chúng ta phát nguyện điều gì đó thì chúng ta nên bắt chước người Phật tử ở tại các quốc gia Phật giáo đó, là mình thọ bát quan trai giới, hay là mình tạo phước đề bát, hay là chúng ta nghe pháp, mình làm cái gì đó mà thật sự gọi là làm thiện rồi phát nguyện thì nó tốt hơn. Chỉ có nhiều khi mình cạo đầu mà đôi khi chúng tôi cũng cạo đầu được cái gì không cạo đầu. Dĩ nhiên là cạo đầu thì nó mát cái đầu, nhưng mà gọi là cạo đầu đi được cái sở hành tác hành sự nguyện thì chúng tôi không biết. Rồi chúng ta nên có chánh tính một chút, và năm pháp này đó, khi nào mình phát nguyện điều gì mình cố gắng mình tu tập, có nhiều khi được điều đó thì nó tốt hơn. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Phú Đa Đa Ma. Kính thiền chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thay. Dạ, con cảm ơn. Con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng đã bổ sung bài học hôm nay. Con Nguyên Xuân thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đang mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Hương Ngôn Viên đã yểm trợ cho phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn.
Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện, thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Thank you.